sát nha. Đây bạn trắng nha. Xin chào tất cả quý cô bác, quý anh chị. Chào mừng quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, hôm nay cháu Khương là đưa em Hiển đi về nhà các bác ạ. Mấy hôm trước thì em Hiển đi lên lấy củi ở rừng ấy thì là bị ngã, là bị trẹo chân đấy các bác. Thì là hôm nay thì cháu mới cùng em Hiển là từ trên bệnh viện huyện là đi về, là đưa em Hiển về nhà các bác ạ. Hôm trước đi thì Trình cũng có gọi một bác sĩ là thầy thuốc hay bác sĩ gì đấy là bó bột cho em Hiển là mang lên trên bệnh viện là khám là bị trẹo chân thôi, không sao cả các bác. Hôm nay thì em Hiển thì cũng đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Thì cũng rất là lo lắng, ngôi nhà của em Hiển thì dạo này cũng rất là nguy hiểm, trộm cắp là lời rình rập đủ thứ nên là cũng rất là nguy hiểm, nên là em Hiển là cũng không ở yên được, là cũng được bệnh viện là cho đi về rồi. Thì hôm nay thì cháu sẽ đưa em Hiển về các bác ạ. Hôm nay đi thì cháu có một bác đây, em cầm mũ đi. Đấy, hôm nay cháu đi thì cũng có một bác là gửi một món quà rất là to. Thì không biết là ở trong này có những cái gì. Thì là tí nữa đến nhà em Hiển thì cháu cũng sẽ đưa sẽ khui cái túi quà này, sẽ bên trong sẽ có những cái gì các bác nhé. Và bây giờ thì cháu Khương mời các bác cùng cháu Khương đi vào nhà em Hiển các bác. Rồi mời các bác đi. Cái con đường từ đây về đến nhà em Hiển thì cũng sắp đến nhà rồi các bác ạ. Vì cái đoạn đường ở bên kia ra ấy thì đường đi khó quá nên là cháu Khương không ghi hình được. Thì đến đoạn này là cháu Khương ghi hình lại cho các bác cùng xem về một đoạn đường từ đây về nhà em Hiển các bác nhé. À, em lên xe đi em. Đúng rồi nhá. Chân này không phải dám lên đâu, nếu mà đau quá ấy, nó sóc ấy. Chào các ông các bà đi. Bỏ bú ra, bỏ bú ra đó, bỏ bú ra đó. Chào các ông các bà đi. Thưa các bác, bây giờ thì hiện tại cháu Khương cũng đã đến gần nhà của em Hiển rồi các bác. Do là hôm nay thì đường cũng khá là dài, với cả đường đi cũng rất là khó, nên là cháu Khương khi mà xuất phát từ trên huyện về thì đến đoạn đến nhà của em Hiển đến đây cũng đã tối rồi. Vì đường đi khó quá nên là cháu Khương không dám đi nhanh, là sợ nhất là nếu mà không may là bị ngã hay như nào ấy thì là chân của em Hiển đang bị đau như này thì cháu không nỡ là để cho đi nhanh ấy các bác. Và bây giờ thì cháu Khương sẽ cùng em Hiển đến nhà luôn. Đây, đến đây để anh cáu nào, đau quá. Bám sát nhé. Đây bạn trắng này. Mệt quá các bạn. Con Hiển thì cũng nặng cân lắm. Cúi xuống nhá. Đấy này, thắp đèn đó. Cuối cùng cũng đã đến nhà rồi các bác. Ôi ôi, vừa đi vừa lo lắng, sợ nhất là không may có điều gì xảy ra thì em đang bị đau chân như này, cũng rất là lo cho em ý các bác. Thưa bác, và bây giờ thì cháu Cương cũng đã đưa em Hiển về đến tận nhà rồi các bác. Thì hôm nay thì cháu Cương sẽ ở đây để ở đây ngủ với em Hiển. Là tối nếu như mà em có vấn đề gì thì cháu sẽ phục vụ em ý. Bây giờ em đang đau chân này thì thứ nhất là rất là lo lắng là đêm hôm về nếu mà đau quá đấy thì em là không đi lại được nữa, nên là cháu Cương sẽ ở đây là để lúc nào em cần là sẽ gọi cháu ở đây luôn. Nếu mà đi về thì rất là xa các bác ạ. Về tận nhà thì em Hiển có gọi thì là quay lại đây thì cũng rất là vất vả đêm hôm nữa. Ở đây đến sáng mai nếu mà em đỡ hơn thì cháu Cương sẽ đi về các bác. Hoặc là mai thì thay Trình xuống đây để thay nhau các bác ạ. Để đỡ hơn nhiều rồi đúng không? Cái này thì cũng trẹo chân thôi các bác ạ. Thì là chắc là ngày 1, ngày 2 thì cũng khỏi thôi. Tí cố gắng để ăn cơm thì anh nấu cơm cho em ăn luôn. Ăn cơm để còn có đừng động nó nhiều, còn có sức để uống thuốc. Đây, hôm nay thì cháu lên thì cũng có mang theo cái gói quà của một bác, thì cháu sẽ đọc tên của bác gửi quà đây cho em Hiển. Người gửi là Nguyễn Thị Hoa, Ngọc Láng, Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Số điện thoại thì thôi cháu xin phép là không đọc số điện thoại. Người nhận là Minh Khương TV, xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Gửi cho hoàn cảnh bé Hiển 14 tuổi. Đấy là gửi cho món quà rất là to. Bây giờ thì cháu sẽ đi khui xem là cái món quà đấy có những cái gì là bác dành tặng cho em Hiển. Cái gì nhỉ? Dao đâu hết rồi. Đây có một con dao cùm đây. Ôi rồi, mấy hôm nay là em Hiển là bị đau chân, không đi lên rừng được ấy các bác, không đi cắt cỏ với lại lấy củi được, là dao cũng bị gì hết rồi. Đấy, các bác là rất là thương em, các ông các bà rất là thương em, toàn gửi những món quà rất là to đến cho em. Bọc rất là chắc chắn các bạn. Ôi, bọc ký đấy, 2-3 lớp luôn. Quá, cô rất là cẩn thận quá, và rất là kỹ và chắc chắn. Ôi, toàn quần áo. Trước mặt của mình đây là một quần áo rồi. Có mũ này, ôi rồi 3 cái mũ luôn. Mũ đen này, ôi mũ này đẹp này, đợi xem. Ôi giời này, đi chăn trâu cắt cỏ thì khỏi phải nói rồi, quá là đẹp. Cái này thì không đội nữa. Đấy, cái mũ này là mùa đông này. Mùa đông đến là em đội cái mũ này rất là ấm. Nếu mà lên rừng hoặc là đi đâu, kể cả ngủ cái này em đội cũng ngủ được luôn, là rất ấm này. Rất là đẹp. Ngoài ra thì còn cái này là khả năng là dép ủng, lại ủng nữa rồi. Lại có ủng. Ôi ủng này. Lại có đôi ủng mới để đi rồi. Có hai đôi ủng rồi, bây giờ hiện tại có hai đôi ủng rồi. Ôi đôi ủng này thì chắc là hơi to một tí. Size 38 là hơi to một tí nhưng mà không sao. Đi này đỡ đau chân. Em đi chân bên kia thử xem nào. À chân này mới đúng này. Chân này đau thì thôi, đi một chân đâu. Được không? Đấy. Rất đẹp. Hơi to một tí nhưng mà không sao. Ngoài ra còn có dầu gội nữa này. Trời ơi, dầu gội nhiều thế. Đây này. Cái này em gội được lâu lắm ấy. Dầu gội này. Đây là sáng da dưỡng ẩm. Đây là dầu tằm, cái này là dầu gội hay là cái này là sữa tắm này. Cái này là sữa tắm nhá. Đấy, cái này là sữa tắm này. Còn cái này là dầu gội này. Đấy, cái này em cất vào đây đi. Cất vào đây để gọn. Cái này em tí để vào trong hòm nhá. Ra còn có áo này. Ôi rất là nhiều này, áo. Ôi áo này áo mùa đông này mặc đẹp không? Em mặc những cái bộ này thì là xinh gái nhất làng luôn rồi đấy. Đấy. Ui, cái này cái áo này. Áo này đẹp không? Quá là đẹp. Cô gửi những món quà rất là đẹp cho em Hiển này. Đây quần nữa này. Đấy, chất lượng luôn. Nhiều đồ lắm, toàn đồ của em thôi. Đấy. Áo này. Ôi nhiều lắm. Bây giờ thì để khui hết quà thì có khả năng là ở tí gấp lại thì gấp rất là khó. Đây có cái quần bò này. Áo luôn. Ôi dồi ôi. Đẹp chưa? Đấy. Đây là nãy bộ của nó này. Bộ của nó là cô là kèm theo này. Có nghĩa là em mặc áo này xong một cái quần kia vào. Đây này nó bị hở ấy này. Hở chỗ đây này. Đấy. Em phải mặc cái áo kia vào nhé. Kèm vào chứ, cái này kèm bộ vào. Toàn quần áo rồi. Ở dưới này là toàn quần áo. Nhiều lắm. Này cô đã gấp gọn như này rồi để mà khơi ra tí lộn xộn hết. Không khơi hết, cái này là quần áo hết rồi. Quần áo toàn quần áo đẹp thôi. Ô, cái này em tha hồ mặc 2-3 năm còn chưa hết được. Đấy, đi lên rừng thì chọn cái bộ nào mà cũ mà em mang lên mà mặc đi nhá. Còn cái mới thì em để ở nhà. Là lúc nào em đi đâu chơi hoặc là đi ăn cỗ gì đấy thì em mặc. Đây váy này. Cái này là zip. Cái này không phải bỏ ra nữa thì em lại vứt vào là mệt. Đấy, món quà của các bác gửi lên cho em rất là nhiều luôn. Cất đi này. Cái này thì những cái áo bẩn bẩn này thì em mặc đi rừng, còn về nhà em thay những cái bộ mới này nhá. Để em mặc. Ôi áo này thì quá là đẹp, quá là tuyệt vời. Đây còn bây giờ hiện tại còn một bác đang gửi lên nữa. Không gửi nhiều lắm. Còn một bác gửi dưới Hà Nội lên nữa còn chưa đến. Hôm qua nhà xe gọi là chắc là tầm tối mai là đến rồi các bác ạ. Bây giờ thì những quần áo của em Hiển thì cũng rất là nhiều rồi các bác. Nếu mà các bác còn thương em Hiển thì có thể là gửi những cái khác. Còn bây giờ thì quần áo của em Hiển cũng rất là nhiều rồi. Để mà mang ra đây nhiều quá đấy thì là cũng sợ là bọn trộm, bọn kẻ xấu nó lại ra rình mò để lấy đi ấy các bác. Nên là bây giờ nếu mà có nhận được nữa thì cháu Khương cũng không mang ra đây nữa. Khi nào mà làm nhà xong cho em Hiển ấy thì cháu Khương sẽ mang vào nhà mới cho em Hiển, cất gọn đi cho không ai lấy được các bác ạ. Những cái món quà của các bác gửi đến cho em Hiển là cả một tấm lòng dành cho em Hiển, nên là cũng không thể là để đánh mất được. Đấy, rất là do các bác rất là yêu quý em, rất là thương em. mới cho em những cái món quà rất là quý giá như vậy. Trước giờ thì khi mà các anh không lên đây chia sẻ thì em đã nhận được món quà nào từ ai bao giờ chưa? Chưa đúng không? Làm gì đã có ai gửi cho em đúng không? Đấy là một cái niềm vui lớn nhất của em Hiển các bác ạ. Những cái món quà này thì em phải cất giữ cẩn thận vào nhá, không để lung tung được. Đấy, những cái nồi nào mà em chưa dùng đến thì có thể là em gấp gọn lại để cất lại cho gọn gàng sạch sẽ, để cho gọn gàng. Nhà mình đã hẹp rồi thì không thể là bày linh tinh, là thành ra nhà em rất là hẹp, rất là bé. Đấy. Còn bây giờ thì bác ở Phú Yên. Còn bây giờ thì em gửi lời cảm ơn tới bà Nguyễn Thị Hoa ở Phú Yên nhé. Đấy. Nguyễn Thị Hoa. Con cảm ơn bà Nguyễn Thị Hoa ở Phú Yên đã gửi những phần quà to lớn cho con. Hôm nay con nhận được phần quà của bà rất là to, con cảm thấy rất là vui. Con chúc cô, con chúc bà có thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi. Đấy, bây giờ thì Trà Khương cũng thay mặt em Hiển là chúc cô Nguyễn Thị Hoa ở Phú Yên gửi cái món quà rất là to lớn cho em Hiển. Quần áo cho em Hiển là bây giờ em Hiển không phải lo về quần áo nữa, là có quần áo thay mặc hàng ngày rồi. Đã cảm ơn cô đã gửi những cái phần quà đấy cho em Hiển, và cái tấm lòng của cô đã dành cho em Hiển. Cháu xin chúc cô có thật nhiều sức khỏe, may mắn trong cuộc sống cô nhé. Và bây giờ thì anh sẽ đi nhóm lửa để nấu cơm cho em ăn nhé, để tí nữa còn uống thuốc. Đấy, bây giờ em cứ nằm nghỉ đi, em nằm xuống đây tạm đó. Cái này bỏ ra được. Em cứ nằm lên đây đi, nằm lên đây, nằm xuống đi. Có lạnh không? Nếu mà lạnh thì đắp chăn đi, chăn đây này. Tí anh nấu cơm xong là anh sẽ gọi em dậy ăn cơm. Không ăn nhiều, phải ăn một ít để còn có sức khỏe, còn có cái bụng còn giữ được thuốc khi mà mình uống thuốc ấy. Đấy các bác ạ, những cái đồ đạc của em Hiển bây giờ thì cũng khá là nhiều rồi các bác. Hôm trước thì anh em cũng có mua lên cho em Hiển hột bàng chữ cái này. Đấy, bây giờ thì có cả phấn làm chữ cái là em sẽ tự viết ở nhà, tự học luôn. Em Hiển thì rất là giỏi các bác ạ. Trước cháu Khương có dạy đôi lần thì em Hiển bây giờ cái những chữ cái đấy thì em Hiển cũng đã biết viết rồi các bác. Em tiến bộ rất là nhanh. Và tuy rằng thì còn nhiều cái em chưa biết thì các cháu lên đây thì các cháu sẽ cố gắng làm sao để dạy cho em Hiển biết dần các bác ạ. Bây giờ cũng đã 8 giờ rồi, chưa ăn cơm này. Tối nay thì cháu Khương sẽ ăn cơm ở đây cùng với em Hiển luôn các bác ạ. Hôm nay thì em Hiển là đau chân, là không đi rừng lấy củi được thì củi cũng hết rồi các bác ạ. Ở ngoài kia thì cũng do là trời mưa nên là cũng chưa khô nữa. Hôm nay trời ít nắng lắm. Bếp này hơi thấp này, khả năng là hôm nào phải đi lấy đất về nấp cái chỗ này để cho nó cao hơn, nhóm đỡ bị thụt xuống dưới này các bác ạ. Hôm trước thì chưa khơi rãnh đằng sau đấy thì là trời mưa to ấy các bác, là nước ngập hết vào cái chỗ này để không có chỗ để mà đun luôn, thì cháu cũng hót ra cái chỗ bị trò đấy ra hết, thì bây giờ nó hơi bị thấp các bác. Ôi chảo thì để lên đâu rồi các bác, dỉ hết rồi này. mấy hôm không dùng đến là gì hết rồi. Vậy bây giờ sẽ cái nồi để đi rửa đó, rửa để nấu cơm đấy các bác. Ôi dồi ôi, nước cũng không có rồi, lại phải đi xách nước nữa rồi. Đâu lấy nước được này, đi xuống suối kia lấy vậy. Em Hiển là do là nhà em Hiển là không có cái vòi cái dây để chống nước ấy các bác, nên là đi xách rất là xa các bạn. Nếu như mà có cái dây mà kéo nước thì có thể là cái dẫn đi vào gần nhà hơn thì em đỡ phải đi xách rất xa các bác. Hôm nữa nếu mà Khương xem xét lại, nếu mà xin được là cái nguồn nước ở trên kia xuống ấy thì Khương sẽ trích cái phần quý đấy ra để mua một quận dây dẫn nước để cho em Hiển đỡ phải đi xách nước xa này các bác ạ. Chưa rửa luôn. Đây là ở đây là những cái quả chuối hột này các bác. Chuối hột là em Hiển đi lên trên rừng mang về để thái mỏng ra để phơi khô để bán đấy các bác. Đây, em Hiển có phơi ở đây này các bác. Bây giờ cháu sẽ cho các bác cùng ngắm về cái sản phẩm của em Hiển đã mang ra để phơi khô để bán này các bác. Đây là những quả chuối rừng mà được em Hiển đi tít trên rừng già lấy về đấy các bác. Quả chuối hột này rất là nguyên chất các bác ạ. Ở trên rừng già bây giờ hiện tại cũng bị cạn rất là nhiều rồi, vì có dân lấy nhiều quá các bác. Đi một ngày chắc chỉ được tầm 3-4 cân tươi thôi các bác. 3-4 cân thì nếu mà tươi mà phơi khô ấy thì được tầm chắc là gần được 1 cân đấy. Đấy, những cái sản phẩm này thì hôm trước em Hiển thì cũng mang đi bán. Bây giờ thì cháu Khương sẽ cho em Hiển, nếu mà đi lấy về ấy, thì cháu Khương sẽ thu gom lại. Cháu sẽ lấy lại của em Hiển là mang đi bán hộ em Hiển luôn, bán ở trên kênh. Nếu mà được quý cô bác anh chị nào mà có muốn mua cái chuối hột này thì cháu Khương sẽ gửi đi cho các bác nhé. Và mong quý cô bác sẽ ủng hộ cho em Hiển để em Hiển có thêm nguồn thu nhập, em Hiển đỡ phải đi lấy củi vất vả nữa các bác ạ. Mỗi lần em Hiển đi lấy củi, một bó củi mới được có 7.000, thì em Hiển mà bán cái này thì có thể là giá trị của nó sẽ cao hơn đấy. Mong quý cô bác sẽ ủng hộ em Hiển cũng như là cháu Khương. Còn cháu Khương, ngoài ra cháu Khương còn có kèm bán cả mật ong nhé các bác nhé, hạt ốc chó nữa, bây giờ có cả chuối hột này nữa. Thì mong quý cô bác sẽ ủng hộ cháu Khương và cũng như là em Hiển để cho em Hiển có thêm kinh phí. Cái này để phơi tiếp mai. Cái này cất gọn đã đi, cất vào trong nhà đã. Đấy là mưa về là ướt hết đấy. Tìm được cái dầu rửa bát của em Hiển đâu nhỉ? À đây rồi. Bát trước. Giờ phải rửa bát trước để úp để lúc nữa cho nó khô ấy các bác, thì ăn cơm nó sẽ không bị ướt nữa. Giờ mà nấu cơm chín mới đi rửa thì tí nữa lại bị ướt bát thì ăn cơm vẫn ngon các bác. Đây là 4 cái bát, khả năng là mỗi bữa là em Hiển là ăn một cái, thì thành ra là được 4 cái là 2 ngày rồi các bác. Để mà tiết kiệm nước ấy thì là em Hiển sẽ ăn hết cái chỗ gần hết cái chỗ đóng bắt đấy, 2-3 hôm thì em Hiển mới rửa một lần các bác ạ, vì xách nước rất là xa. Sẽ mắc nồi cơm các bạn. Muộn sẽ tranh thủ thôi. Nếu như mà em Hiển không ăn cơm thì cháu cũng không nấu rồi, nhưng mà em Hiển cũng phải ăn cơm để tí còn này uống thuốc nữa. Được rồi. Sau khi mà chờ đợi nồi cơm đang chưa sôi ấy, thì cháu tranh thủ là thái ít thịt lợn để ăn với cơm ấy các bác. Cái thịt lợn này thì là có một cô là ở dưới Tuyên Quang, cô Đỗ Tuyên là gửi cho cháu 200.000 là mua thức ăn cho em Hiển ăn đấy các bác. Hôm nay cháu mua 2 cân, ở đây có 1 cân, ở trong nhà bây giờ cháu đang ướp muối 1 cân nữa, thì thái cái chỗ này ra để chắc là cũng khoan hết rồi, thái được bao nào thì để dư ở đấy. Hay có 2 anh em ăn được ít thôi các bác. Cảm ơn cái món quà của cô đã dành cho em Hiển rất là nhiều cô nhé. Cả 1 tấm lòng của cô gửi cho cháu Khương là 200.000 để mua thịt ấy. Đồ đạc thiếu thốn quá nhỉ. Ôi, em Hiển đang ngủ say rồi các bác. Ngủ say rồi. Ôi rất là khói các bác ạ. Trời ơi. Cho em Hiển nằm nghỉ một chút các bác ạ. Chắc là mấy hôm mà đau chân quá ở trong bệnh viện đấy thì là không ngủ được. Về đến ngôi nhà của mình là cho em Hiển nghỉ ngơi luôn, là cho ngủ một tí nữa. Là cháu Khương nấu cơm chín đấy thì là cháu sẽ gọi em Hiển dậy để ăn cơm xong là uống thuốc xong là đi ngủ tiếp các bác ạ. Và bây giờ nội dung của thước phim đến đây thì cũng khá là dài rồi. Cháu xin phép là dừng video tại đây. Cuối video thì cháu xin gửi lời chúc tới toàn thể quý cô bác, quý anh chị và tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc các bác nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong nội dung tiếp theo. Xin chào các bác. Cháu Cương hôm nay có thu mua được ít mật ong của bà con ở trên rừng, mang ra đây để cháu lại thu gom lại là phục vụ ở trên gian hàng nho nhỏ của cháu. Hôm nay thì đây là mật ong khoái các bác nhé. Mật ong này thì cháu sẽ cho vào đây, dốc hết mật xong là tách cho nước cho mật rơi xuống hết ở đây là cháu sẽ đóng chai cho gửi cho các bác này. Hôm nay thì cũng được nhiều bác ủng hộ cháu, là cháu có thêm động lực để đi thu mua lại của bà con, chủ yếu là để mang bán hộ cho bà con nữa các bác ạ. Đây là mật ong khoái nguyên chất 100% các bác nhé. Nếu mà các bác mà từng dùng mật ong rồi thì các bác dùng mật ong của cháu thì các bác sẽ cảm nhận được cái vị đặc sánh của nó là nguyên chất 100%. Ở đây là không thể là không nuôi được các bác ạ. Ở đây là nó tự nhiên chứ không nuôi được. Cũng qua đây là gian hàng nho nhỏ của cháu, mong là sẽ quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ gian hàng nho nhỏ của cháu để cháu Khương có thêm động lực để đi mang những cái phần quà để đi cho những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này các bác nhé. Đây là cái này là cháu đã đóng chai rồi, thì là một chai như này là 1 lít các bác ạ.